Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi lại có mặt tại con đường liên thôn giữa thôn Con Hrin và thôn Đắc Hà. Nó thuộc xã Đắc Pla, thành phố Kon Tum các bạn nhé. Thì đây là cái tuyến đường nhựa liên thôn các bạn ạ. Thì sẵn tiện đi vô thăm đất xây nhà của cái bà dì của bạn tôi, thì tôi đi vào cái trục đường này và cũng thấy có cái biển treo bán đất ở đây. Thì tôi cũng muốn review thêm cho các bạn về những cái lô đất nó ở vùng ven thuộc thành phố Kon Tum các bạn ạ. Thì cái thôn này nó nằm về phía đông bắc của thành phố các bạn nhé. Nó nằm gần quốc lộ 24. Nó cách quốc lộ 24 thì tầm khoảng cỡ 800m các bạn. 700m đến 800m thì đấy. Rất là gần các bạn nhé. Đường thì đường nhựa, ngoảnh mặt ra đường nhựa. Thì lô đất chúng ta sẽ dài 30m, rộng là 5m các bạn. Như vậy tổng cộng chúng ta có 150m vuông. Trong đó thì có 100m vuông là đất thổ cư các bạn nhé. Đấy, về cái số điện thoại cụ thể các bạn có thể liên hệ với lại số điện thoại ở trên cái biển bán đất kia. Thì hiện tại giá đất ở đây thì nó tầm khoảng cỡ 90 triệu 1m các bạn ạ. Như vậy là tầm 450 triệu cái lô đất đấy các bạn nhé. Và bên cạnh đây cũng vậy, đây cũng là một lô 5m, cũng sâu 40 và cũng là tầm 90 triệu 1m các bạn. Cũng tầm 450 triệu một cái lô đất này. Đấy, nó nằm cạnh một cái vườn cao su như thế này nhé các bạn nhé. Cạnh kia thì có một cái trụ viễn thông. Phía trước này, phía trước của chúng ta này các bạn này, đây có một con đường đâm thẳng vào cái lô đất này. Thì về cái gọi là về cái mặt phong thủy ấy, thì là lô đất này là nó vẫn chưa được tốt các bạn. Đường đâm là chưa tốt. Đấy, nó nằm ngay ở cái ngã ba này. Nếu mà mua để ở thì là nó khá là vướng về phong thủy. Nếu mà mua để làm kinh doanh ấy thì lại khá là ổn, bởi vì nó là ngã ba, nơi nhiều dung lượng xe đi lại. Lô đất chúng ta sẽ hướng về hướng đông các bạn nhé. Đấy, đất đai tại một cái ngôi làng. Làng này là làng của người dân tộc Ba Na, nó thuộc thành phố Kon Tum. Ngôi làng này thì dân cư thì cũng tương đối rồi các bạn ạ. Thì còn thanh niên thì nó cũng hơi phá, an ninh nó cũng hơi bất ổn một chút. Đây các bạn xem xét thêm nhé. Đấy, 450 triệu cho một cái lô đất nằm trên cái trục đường liên thôn, cách quốc lộ 24 khoảng tầm 700m thì đấy. Tôi không đo cụ thể nhưng mà nó cũng ước lượng như thế các bạn. Đây con đường liên thôn này, con đường này rộng khoảng cỡ 3-4m này đấy, đường nhựa. Rồi cụ thể thì các bạn có thể liên hệ với lại chủ đất để xem thêm các bạn nhé. Rồi nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn, kính mong sự ủng hộ của các bạn cho một cái lượt đăng ký kênh. Xin chào.